À, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình muốn làm một cái video chia sẻ về cái vấn đề là làm như thế nào để cho cá bảy màu này nó sinh sản được nhiều. Hôm bữa có một bạn hỏi ở trên kênh của mình đó là anh ơi làm sao để cho cái cá bảy màu này nó sinh sản nhiều. Thì ở đây á, mình nuôi cá bảy màu cũng được một thời gian thì mình thấy á, nếu mà các bạn muốn cá bảy màu mà nó sinh sản nhiều á thì đầu tiên á, là cái diện tích hồ nuôi nó phải tương đối là đủ lớn và để cho cá nó thoải mái bơi lội á. Thứ hai nữa là nó có nhiều cây thủy sinh thì nó giúp cho con cá bảy màu này nó có nơi để làm tổ sinh sản, tại vì nó đẻ con cho nên là nó phải có cái nơi ẩn nấp để tránh cá khác ăn. Nếu các bạn mà muốn nuôi cho cá bảy màu này nó sinh sản nhiều á thì các bạn phải nuôi riêng bảy màu không thôi, đừng có nuôi những cái dòng cá khác, ví dụ như là sê can hoặc là một số những cái dòng cá khác nó ăn cá con. Ở đây các bạn coi là cái hồ bảy màu của mình nó sinh sản rất là nhiều cá con, phải nói là nhiều cực kỳ đó. Và cây thủy sinh á, mình trồng tương đối là dày để cho cá nó sinh sản. Hiện tại thì mấy dòng cá kia thì mình chưa thấy sinh sản, tại vì mình mới thả thêm thôi. Còn cá bảy màu của mình là nó đẻ, phải nói là chi chít đó. Rồi, và điều quan trọng nhất đó chính là chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng phù hợp á, thì giúp cho cá bảy màu nó sinh sản nhiều và nó không ăn con của nó. Thì các bạn cho ăn như thế nào là phù hợp? Thì bình thường á, là mình cho ăn á, là các bạn không nên cho ăn nhiều, không nên cho ăn nhiều và dư thừa thức ăn. Một á, là nó làm dơ nước, làm cho cái môi trường nước của nó không có được sạch thì con cá bảy màu nó cũng bị bệnh và nó bị stress cá. Mà cho ăn như thế nào là hợp lý thì các bạn nên cho ăn là có nhiều cách cho ăn nhưng mà chia nhỏ ra thì tốt hơn. Ví dụ như mình á, là mình sẽ cho ăn là trung bình là 2 lần trên 1 ngày, vào buổi sáng và buổi chiều tối. Buổi sáng thì khoảng tầm 7-8 giờ, khi mà nước nó ấm lên thì cá nó ăn nhiều, và khoảng chiều tối khoảng 5-6 giờ chiều là mình cho nó ăn thì cá nó ăn nhiều. Và cái lượng thức ăn là mình nên canh làm sao cho nó vừa 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 đủ. Mình không có cho ăn cái cám mà viên nhỏ 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 màu đỏ, mà mình cho ăn là cái cám của ba ba mình nuôi cá rô phi, cho nên là ba ba mình có mua một cái bao cám cá rô phi, cái loại hạt của nó to to bằng cái đầu đũa. Thì ví dụ như là mình canh là một cái hồ này của mình trung bình là nó ăn khoảng tầm 20 hạt trong một lần thì nó hết, mà mình cho nhiều hơn thì nó bị dư. Ví dụ thì mình sẽ canh lại cho nó ăn vừa đủ hết là hợp lý, tại vì khi mà cám nó rã ra rồi á mà con cá nó ăn hết á, hoặc là ăn ít đi một chút xíu, tuy là tụi nó đói một chút xíu nhưng mà con cá nó sẽ khỏe. Còn ăn nhiều quá thì con cá nó sẽ dễ bệnh, mà và cá nó sẽ ít ít vận động thì nó sẽ không có được khỏe mạnh để sinh sản. Mình canh nó vừa đủ hoặc là hơi ít hơn một xíu, khoảng tầm 70-80% cái sức ăn của tụi nó, và các bạn chia nhỏ ra làm 2 lần ăn, một lần là buổi sáng và một lần là buổi chiều tối, thì con cá nó sẽ khỏe mạnh và nó sinh sản rất là nhiều. Ở đây cá của mình một lần ăn á, là nó ăn là hết thức ăn luôn, cho nên là nước lúc nào nó cũng trong đó. Cho nên nhiều nhiều bạn mà vấn đề mà hồ bị rêu hại với lại dễ bị đục nước á, cũng là một phần là do các bạn cho ăn quá nhiều thì khiến cho cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong nước nó tăng cao á, thì rêu hại nó mọc lên cũng rất là nhanh và nước nó mau đục thì dẫn tới là con cá nó không có được khỏe mạnh. Ở đây thì mọi người xem là hồ của mình rất là nhiều, đầy rồng xanh, nhưng mà ở trong đây do là nó bị lai tạp nhiều nên thành ra là trong đây chủ yếu là bảy màu tạp. Ở dưới là mình còn có một cặp ung tiên, một cặp cá thần tiên, sê can, hoàng kim, với lại mún đỏ, với lại cá sọc ngựa. Nó nuôi chung thì tụi này nó bơi theo bầy đàn tương đối là đẹp. Đấy. Ở đây lá hắn xanh mọc lên nhìn rất là đẹp. Rồi, clip của mình thì chỉ chia sẻ ngắn như vậy thôi. Thì
Cũng mong là các bạn có thể thành công trong việc mà nuôi cá bể màu sinh sản theo đúng ý của mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video này của mình. Mọi người nhớ like và share video giúp mình nha, và nhớ subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.